tài năng, giàu có và danh vọng. Đó chắc hẳn là những gì mà người hâm mộ vẫn thường nghĩ về các siêu sao bóng đá. Không thể phủ nhận mức thu nhập khủng mà nghề cầu thủ bóng đá mang lại. Nhưng không phải ai cũng có được may mắn, thanh danh qua trái bóng tròn. Càng ít người ngờ đến hơn, ngay cả khi một cầu thủ vươn tầm thành siêu sao, anh ta cũng có thể đã trải qua một tuổi thơ vô cùng khốn khó, nếu không muốn nói là tận cùng bi kịch. Đối với họ, bóng đá chính là giấc mơ đổi đời bằng tài năng và nghị lực của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít các cầu thủ xuất thân từ danh gia vọng tộc là những cậu ấm sở hữu khối tài sản triệu đô, nhưng họ vẫn vì niềm đam mê với trái bóng tròn mà dấn thân vào sự nghiệp cầu thủ. Vậy những cái tên tiêu biểu cho những hoàn cảnh xuất thân đối nghịch là ai? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu với Tuyển Văn hóa Stadium nha. Nào các bạn, hãy subscribe kênh, bấm rung chuông và like các sản phẩm của Tuyển Văn hóa Stadium để cùng chúng tôi điểm qua những cầu thủ sở hữu xuất thân đặc biệt trong làng túc cầu thế giới. Câu chuyện xin được phép bắt đầu ngay từ sau đây. Cái tên đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến về xuất thân đặc biệt ngày hôm nay chính là Luis Suarez. Trong ký ức của Suarez, một trong 7 đứa con của cha mẹ anh, năm lên 6 tuổi vẫn phải chơi bóng với đôi chân trần trên những con phố gồ ghề ở Santo, thành phố nghèo vắt hai bên bờ sông Rio Uruguay. Năm anh lên 7, cả gia đình chuyển lên sinh sống tại thủ đô Montevideo, nơi ông bố là công nhân bốc vác, hy vọng sẽ tìm được việc làm để nuôi cả nhà chín miệng ăn. Nhưng bất chấp phải lớn lên ở một thành phố bẩn thỉu vì ô nhiễm và đầy rẫy tệ nạn xã hội, Suarez vẫn nuôi dưỡng ý chí và niềm đam mê với bóng đá. Anh xem các trận đấu trên đường phố là nơi để rèn luyện, tích lũy những phẩm chất kỹ thuật, sự tinh danh và cả một chút điên rồ bản năng mà về sau nhiều lần khiến bản thân mình gặp rắc rối. Khi Suarez 9 tuổi, anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch câu lạc bộ Nacional. Nhưng tinh khí thất thường khi đó khiến sự nghiệp tưởng mở ra đầy hứa hẹn của tiền đạo này sớm đi vào ngõ cụt. Thế rồi cuộc gặp gỡ định mệnh với Sofia Babi, người phụ nữ về sau này trở thành vợ anh, đã làm Suarez thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tình yêu sét đánh với Sofia trở thành động lực để Suarez cố gắng. Anh thăng tiến chóng mặt sau khi sang Hà Lan lần lượt qua Groningen, Ajax trước khi bừng sáng ở Liverpool và gây dựng nền tượng đài khó bị sô đổ ở Barca. Hè năm 2020, anh rời sân Camp Nou trong nước mắt để chuyển sang khoác áo đối thủ cạnh tranh Atlético Madrid. Ngày mà Bartomeu ruồng bỏ chàng tiền đạo được xem là xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ, đó cũng là lời cáo chung cho triều đại của ông tại đội bóng xứ Catalan. Bởi cuối mùa giải đó, Suarez vẫn có thể dương cao trước cúp vô địch La Liga cùng đội bóng mới Atlético. Còn về phần Bartomeu và Barca, mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong hai từ thảm họa. Ngày mà Suarez rời đi, có lẽ anh cũng đã mang theo nốt những vinh quang rời bỏ mái nhà Camp Nou. Giống với Suarez, Zlatan Ibrahimovic sở hữu một quá khứ không mấy êm ả. Phần nào giải thích cho tâm lý vầy hãm, tôi chống lại cả thế giới của anh ấy. Sinh ra trong khu ổ chuột ở Rosengard với người mẹ là người Gratia Juka Gravic và một người cha nghiện rượu người Bosnia Sefik Ibrahimovic, Zlatan đã phải trải qua tất cả những khó khăn mà những người nhập cư thường phải chịu đựng ở một đất nước xa lạ. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi cha mẹ anh chia tay nhau. Lúc đó Ibra mới 2 tuổi. Như Ibrahimovic sau này kể lại về thời niên thiếu, anh thường xuyên ăn trộm bởi không có lựa chọn nào khác khi sinh ra trong một khu phố nghèo nàn dành cho người nhập cư. Nhưng chính cuộc sống khó khăn đó đã hun đúc nên ý chí mạnh mẽ, bất khuất, những phẩm chất lớn dần bên cạnh tài năng bóng đá mà Ibra tôi luyện với chúng bạn trên đường phố. Năm 15 tuổi, dù đã là một cầu thủ trẻ tài năng ở câu lạc bộ Malmo, Ibra đã suýt bỏ đá bóng để đi làm công nhân bốc vác ở bến tàu địa phương để kiếm tiền hỗ trợ mẹ trong cuộc mưu sinh khốn khó. Nhưng anh đổi ý sau khi đích thân một huấn luyện viên của câu lạc bộ đến tận nhà để thuyết phục anh nên tập trung vào con đường bóng đá và xem đó như một cánh cửa để thoát nghèo. Phần còn lại là lịch sử. Khi Ibra tỏa sáng ở Malmo, lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch ở Ajax Amsterdam, điểm khởi đầu cho cuộc phiêu lưu qua một loạt đội bóng lớn bậc nhất châu Âu về sau. Một bậc anh tài khác cùng thế hệ với Suarez và Ibra, người được cho là một trong hai cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Cristiano Ronaldo cũng có một tuổi thơ khá dữ dội. Ít người biết rằng anh đã suýt bị mẹ hủy bỏ trước khi sinh ra. Đây là lời từ chính bà Dolores thẳng thắn tiết lộ trong cuốn tự truyện Mother Courage. Sinh ra tại khu phố Funchal nghèo khó ở San Antonio, thuộc quần đảo Madeira của Bồ Đào Nha, Ronaldo là con út của Maria Dolores dos Santos Aveiro, một đầu bếp, và Jose Diniz Aveiro, một người làm vườn ở thành phố. Lớn lên trong một gia đình sùng đạo Công giáo, Ronaldo sau đó cho biết anh sống cuộc đời nghèo khó, ở chung với phòng mẹ và chị gái. Chỉ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh mới tiết lộ tất cả những nỗi đau và nỗi buồn mà mình đã trải qua để có được như ngày hôm nay.
bị đuổi học năm 14 tuổi vì ném ghế vào giáo viên không tôn trọng mình. Ronaldo suýt phải đi làm phụ giúp gia đình thì mẹ ngăn cản, bảo con trai tập trung vào môn thể thao mà anh yêu thích. Ronaldo đã tạo dựng được danh tiếng là một thần đồng khi anh được câu lạc bộ địa phương Andorinha ký hợp đồng khi mới 8 tuổi, nơi cha anh là một cầu thủ bóng đá. Sau đó anh gia nhập câu lạc bộ địa phương Nacional, trước khi gia nhập câu lạc bộ đã thay đổi cuộc đời anh, Sporting Lisbon. Sở dĩ nói như vậy là vì sau khi lần lượt kinh qua các đội U16, U17, U18, đội B rồi đội 1 của Sporting, chỉ trong mùa giải phát triển thần tốc 2001-2002, Ronaldo vươn mình trở thành ngôi sao triển vọng nhất làng túc cầu khi đó. Một năm sau, anh được Sir Alex về sân Old Trafford và mọi chuyện còn lại là lịch sử. Giờ đây, CR7 đang khoác áo Man United sau màn tái ngộ vào cuối năm ngoái. Ở tuổi 37, anh vẫn là trụ cột quan trọng bậc nhất của đội bóng thành Manchester. Không ngoa khi nói rằng một mình siêu sao người Bồ Đào Nha đã gồng gánh cả một tập thể rệu rã của MU mùa giải năm ngoái, lọt vào top 6 và có vé dự Europa League. Nhắc đến Ronaldo thì không thể không nhắc đến Messi. Sinh ra ở Rosario năm 1987, Messi ra đời chính vào thời đại khủng hoảng kinh tế trầm trọng và lạm phát phi mã ở Argentina. Lúc đó bố anh chỉ là công nhân ở một nhà máy thép, còn mẹ là người dọn dẹp bán thời gian. Nhưng tài năng bóng đá của Messi đã thay đổi tất cả. Đội trẻ của anh chỉ thua một trận trong suốt 4 năm liền. Anh trở thành viên ngọc thô sáng giá nhất là bóng đá Argentina nói riêng và Nam Mỹ nói chung. Tuy nhiên, bi kịch lại ập đến với Messi khi các bác sĩ phát hiện ra anh thiếu hormone tăng trưởng vào năm 11 tuổi. Chi phí điều trị là 600 bảng mỗi tháng, quá cao so với thu nhập của gia đình anh. Họ chỉ còn biết cách hy vọng một câu lạc bộ Newell's Old Boys sẽ chi trả khoản tiền đó. Nhưng đội bóng này cũng gặp nhiều khó khăn. Gia đình Messi vì thế trông cậy sự giúp đỡ của những người thân ở nước ngoài. Tình cờ là ở Catalonia, Tây Ban Nha, câu lạc bộ Barcelona khi đó vừa thay chủ tịch và không mặn mà lắm với một cậu nhóc gầy gò 11 tuổi. Nhưng rốt cuộc, ngày 14 tháng 12 năm 2000, giám đốc thể thao Charlie Richards đã có một quyết định chính xác làm thay đổi cả cuộc đời Messi và bóng đá thế giới chỉ bằng một tờ giấy ăn. Để rồi lịch sử sang trang, Messi giờ đây trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất kỷ nguyên bóng đá thế giới. 773 bàn thắng và 333 đường kiến tạo là quá đủ để nói lên tầm vóc của chàng cầu thủ mang thân hình nhỏ bé này. Ở tuổi 35, anh vẫn rực cháy những tinh hoa cuối cùng tại PSG và mơ về chiếc cúp vàng World Cup danh giá lần đầu tiên trong sự nghiệp. Mang cùng giấc mơ với Messi chính là người đồng đội thân thiết Neymar. Tiền đạo người Brazil sinh ra ở vùng quê nghèo Mogi da Cruz, nơi có khoảng 40.000 người. Cuộc sống gia đình anh càng trở nên khó khăn khi bố của anh mất việc. Do vậy, gia đình phải chuyển về sống cùng ông bà nội của Neymar tại Sa Vicente, thị trấn vùng ven bang Sao Paulo. Để có thể nuôi vợ và hai con, ông Neymar Senior có thời điểm phải xoay sở ba nghề, thợ sửa máy, nhân viên bán hàng và cửu vạn. Chúng tôi không phải bắt đầu từ con số 0, chúng tôi bắt đầu từ mức âm 5. Neymar Senior nhớ lại. Đó là giai đoạn quá cơ cực với gia đình Neymar. Có nhiều ngày họ bị cắt điện vì không có tiền thanh toán hóa đơn. Anh em Neymar và Rafaela lớn lên trong ánh nến lập lòe. Khó khăn là thế, nhưng cuộc sống của chú bé Neymar ngày ấy vẫn luôn gắn liền với trái bóng. Được chơi bóng là điều sung sướng nhất. Mẹ của Neymar, bà Nadine kể lại thậm chí cả trong lúc ngủ thì tay chân của anh cũng không chịu rời xa trái bóng tròn. Năm Neymar lên 13 tuổi, gia đình anh được Real trao cho cơ hội thoát nghèo. Bị thuyết phục hoàn toàn bởi tài năng của Neymar, bên phía Real mời cha con anh sang Madrid và thảo sẵn hợp đồng hấp dẫn. Nhưng chưa đầy một tuần ở Madrid, ông Neymar Senior nhận thấy con trai mình quá nhớ nhà. Mọi thứ ở Madrid rất ổn, nhưng Neymar vẫn không thấy thoải mái. Làm theo sự mách bảo trái tim của một người cha, Neymar Senior quyết định cùng con trai trở lại Santos. Và từ đây một siêu sao bóng đá đã ra đời. Santos trở thành nơi phát tiết tài năng của Neymar. Trước khi Barca đến và chi ra 57 triệu euro để đưa anh về sân Camp Nou, hợp cùng với Messi trên hàng công. Để rồi khi Suarez đến cùng một năm sau đó, bộ ba huyền thoại MSN ra đời và chinh phục hầu hết các đỉnh cao danh vọng. Ở tuổi 30 hiện tại, Neymar có thể tự hào về những gì mình đã làm được trong sự nghiệp. Giờ đây anh đang hướng đến giấc mơ vàng World Cup, giống như người đồng đội Messi, để trở thành một biểu tượng thực thụ tại xứ Samba. Ngoài ra, bên cạnh xuất thân nghèo khó thường thấy của các cầu thủ, thế giới túc cầu cũng chứng kiến không ít những trường hợp dù là cậu ấm dầu nứt vách đổ tường vẫn đam mê và theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Cái tên nổi bật nhất phải kể đến có lẽ là Gerard Piqué. Trung vệ điển trai của Barcelona sinh ra trong một gia đình gia giáo khá giả thuộc dòng dõi quý tộc của xứ Catalan, Tây Ban Nha. Bố anh là một luật sư có tiếng, mẹ là chủ một bệnh viện lớn. Ông ngoại của Piqué, Armando Bernabéu, từng có một thời gian dài là phó chủ tịch chuyên về các vấn đề tài chính của Barcelona. Gia sản của gia đình Piqué lên đến trên 100 triệu euro.
Tuy nhiên, Piqué không hề dựa hơi vào danh tiếng của gia đình. Anh trở thành ngôi sao nổi tiếng nhờ tài năng chơi bóng thực sự. Sau khi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Piqué đã học được rất nhiều nhờ được rèn giũa tại Man United một thời gian trước khi trở về và trở thành ngôi sao của Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Piqué hiện là một trong những trung vệ hay nhất thế giới với khả năng bọc lót tốt và những pha xử lý thông minh. Anh đã có 3 chiếc vô địch Champions League cùng Barca và 1 chiếc vô địch Euro, 1 chiếc vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha, bên cạnh vô số danh hiệu lớn nhỏ khác. Hiện tại anh vẫn đang là công thần tại sân Camp Nou và là thành phần cốt cán trong đội bóng của người đồng đội cũ Xavi. Cái tên tiếp theo không hề xa lạ đó chính là Andres Iniesta, người đồng đội cũ của Piqué. Iniesta vốn sinh ra trong một gia đình rất mê và sành rượu ở thị trấn Fuenteabila thuộc tỉnh Albacete, xứ Mancha. Họ có một nông trại rộng đến 38.000 m², chuyên trồng nho để nấu rượu. Khi Iniesta bắt đầu nổi danh trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, anh mới nảy sinh việc ra mắt một loại rượu vang mang chính tên của mình. Vào khoảng tháng 5 năm 2011, hơn 6.000 chai rượu mang thương hiệu Bodegas Iniesta SL đã được tung ra thị trường và bán hết veo chỉ sau một thời gian ngắn. Cùng với đó, anh hợp tác với gia đình cho ra đời công ty chuyên sản xuất và kinh doanh rượu vang mang tên Bodegas Iniesta, hoàn thành ước nguyện mà anh ấp ủ từ rất lâu. Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn còn đang chinh chiến tại Nhật Bản xa xôi dưới màu áo của Vissel Kobe. Cái tên nổi bật cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay chắc hẳn đã từng khiến bao trái tim yêu bóng đá phải cuồng si, Andrea Pirlo. Cựu danh thủ tuyển Ý được xem là một trong những tiền vệ kiến thiết hay nhất của bóng đá thế giới ở 2 thập kỷ trước. Anh sinh ra tại thị trấn Flero, Brescia, tỉnh lỵ của vùng Lombardia, phía bắc Italia, trong một gia đình khá giả khi có bố là ông chủ của 2 phân xưởng cơ khí. Công việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát đạt, biến bố của Pirlo trở thành ông trùm về sắt thép với quy mô kinh doanh cực khủng, cung cấp nguyên vật liệu xây dựng và có mặt trên 50 quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, Pirlo đã không bị gò ép phải theo hướng kinh doanh mà tự chọn con đường đi cho mình. Trưởng thành từ lò đào tạo của Inter, nhưng chỉ khi chuyển đến Milan, tài năng của Pirlo mới được phát tiết dưới sự dẫn dắt của Ancelotti. Hiện tại, Pirlo đã giải nghệ và đang dẫn dắt câu lạc bộ Fatih Karamurus tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Kể ra những cái tên ở trên để nhìn thấy, ngay cầu thủ cũng như mọi nghề đều có những tầng lớp xã hội khác nhau tham gia vào. Bóng đá không chỉ cứu rỗi cuộc đời của những ngôi sao ổ chuột mà đôi khi còn là lẽ sống của những cậu ấm danh gia vọng tộc. Nhưng dù xuất thân ở tầng lớp xã hội nào, họ cũng đều có chung cho mình tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Đối với họ, bóng đá là cuộc đời và cuộc đời cũng chính là quả bóng. Quả bóng xoay tròn tựa như cuộc đời đầy rẫy những biến động và xoay quanh vòng quay của thời gian. Xét cho cùng, bóng đá hướng con người ta đến chân thiện mỹ, bất chấp xuất thân, bất chấp hoàn cảnh, chỉ cần có tình yêu mãnh liệt với túc cầu mà thôi.